Cô, em đã biết ai là thủ phạm rồi đó cô. Là ai vậy em? Dạ thưa cô, mọi chuyện bắt đầu từ khi chào cả lớp nha. Hôm nay lớp chúng ta sẽ có bạn mới, đó chính là bạn Hảo. Em chào cô. Em chào các bạn. Wait a minute. Ủa gì đó? Thì ra là bạn mới. Hai em mới làm quen với bạn mới rồi à? Dạ không có gì đâu cô. Thôi được rồi, Hảo ngồi xuống, bé tập ra học bài nha em. Rồi, bây giờ các bạn mở tập ra. Hôm nay chúng ta sẽ học bài mới nha. Trời ơi, có con gián. Cô sợ nhất là con gián á. Cô để đi. Ủa, sao kỳ vậy ta? Sao nãy giờ nó nằm yên vậy? Trời đất ơi, thì ra nó là con gián giả. Con gián giả là sao em? Thì đây là không phải là con gián thật, là con gián giả đó cô. Đưa cô xem nè. Cá chết. Em lại bày trò trên cô đúng không? Cô, không phải em, không phải em đâu cô. Em đừng có chối nữa nha. Lớp này là trước giờ chỉ có một mình em là hay nghịch ngợm thôi. Bây giờ còn dám bày trò trên cô giáo nữa hả? Không nói nhiều nữa. Xuống ngoài phòng, mời phụ huynh lên cho cô. Quan cho em đó cô ơi, sáng giờ hả em ở dưới sân trường em chơi với bạn Minh Mập mà em đâu có vào lớp trước đâu mà hả em bỏ lên con dán lên bàn cô được. Cà chớn nói cũng có lý đó cô. Tại vì á, từ sáng tới giờ em ở ngoài sân chơi với cà chớn, mà cà chớn không phải là người vào lớp đầu tiên. Suy ra có thể cà chớn không phải là thủ phạm. Bây giờ hay là cô cứ để đó, em sẽ làm vụ này được không cô? Ok, em cứ tìm hiểu đi. Sân chơi này là của em. Ai cả nhớ, nhìn đi nè. Ta-da, nhìn đi. Trời ơi, có phải là thầy Ba Tin cùng đúng không? Chính xác. Trời ơi, bà lấy đâu lại vậy? Đây, lại anh kia ngồi đi, tôi nói cho mày nghe. Ok. Ông không nhớ hả? Tôi nói với ông rồi đó, dạo nãy hả? Tôi tích cực săn thẻ cun để đổi quà lắm đó nha. Săn thẻ cun để đổi quà hả? Nè nè, ở đây có 3 vị á, tôi cho ông một vị, ông chọn vị nào? 3 vị hả? Cho tôi vị sô-cô-la lúa mạch đi, tôi thích uống sô-cô-la lắm. Tôi sẽ uống dầu. Tôi chỉ cho ông săn quà nè. Từ ngày 1 tháng 5 đến 31 tháng 8, khi mà ông mua sữa cun mà dạng túi như thế này á, là sẽ có những cái thẻ cun ở trong đó. Và ông săn cái thẻ vận động đó, như thế này đó, hiểu chưa? Nếu ông tích lũy được 3 thẻ vận động như thế này á, là ông sẽ đổi được một túi bút cun. Trong đó hả, có đầy đủ đồ dùng luôn á. Hay quá vậy. Và 6 thẻ vận động, ông sẽ đổi được một quạt cầm tay cun. 9 thẻ vận động, ông sẽ đổi được một ba lô hoodie cun. 10 thẻ vận động sẽ là được một bóng quản quay cun đó. Ôi đau quá vậy. Trời ơi nhiều quà thật chứ. Nhưng mà nãy giờ tôi thắc mắc á, là được cái thẻ gì thì được cái đôi giày Ba Tin cun như của bà vậy? Thì là thẻ này chứ thẻ gì. Đây là thẻ siêu vận động đó nha. Được một đôi giày Ba Tin cun mà số lượng có hạn, ông nhanh mà sưu tập đi. Nhưng mà tính ra giải siêu vận động một đôi giày Ba Tin này cũng chưa phải là món quà khủng nhất đâu. Trời ơi đôi giày Ba Tin này mà chưa phải là khủng nhất. Khủng nhất phải kể đến là thẻ đặc biệt, thẻ đổi được một iPad Gen 9 đó nha. Trời. Tôi nhất định sẽ săn được thẻ đó. Không có iPad Gen 9 nữa hả? Chứ sao. Bà tích quá ha, chưa gì đã trúng được một cái đôi giày Ba Tin cun à. Hay là bà cho tôi mượn tôi đi thử đi. Tôi thích đi Ba Tin lắm á, nhưng mà chưa bao giờ được đi hết á. Trời ơi, chưa bao giờ được đi thì phải tập luyện mới đi được. Tại vì té sẽ rất là đau á. Không sao đâu, bà yên tâm đi, để cho tôi mượn nhá. Thích quá.
đi xong rồi nè. Cẩn thận đó, đi cái gì mà đi mới, có đứng đi được, đi đứng được là đi được, nhìn nha. Cẩn thận đó nha. Thấy chưa, thấy sợ chưa? Lấy đi nước luôn nè, vừa đi vừa uống nó mới ngầu. Hả? Coi chừng, coi chừng, coi chừng, coi chừng, coi chừng. Tên kia. Thôi xong. Trời ơi, tôi đã nói là ông cẩn thận. Trời ơi, đổ hết nước lên mặt. Không biết đâu. Người ta áo quần người ta. Không sao. Không sao, để tôi xin lỗi. Cho mình xin lỗi nha bạn. Không có xin lỗi gì hết á. Tức mình à. Ê, sao tôi xin lỗi rồi mà cái bạn đó bạn bỏ đi luôn rồi. Thì người ta bị đổ nước mà người ta bực mình chứ sao nữa. Ờ ha. Nói đi. Ê, nhưng mà chút tôi cởi giày đã. À, thì ra là cà chớn làm đổ nước lên người bạn Hảo. Cho nên khi nãy lúc mà cô giới thiệu á, thì giống như là hai em đã biết bạn Hảo rồi đúng không? Ồ, nhưng mà Minh Mập, cái chuyện đó thì liên quan gì tới cái chuyện mà ai bỏ dán lên bàn cô em? Dạ thì đó, chính vì là cà chớn đã vô tình làm đổ nước lên người Hảo, Hảo tức quá không làm được gì, nên là vào lớp á, tìm cách hãm hại cà chớn đó cô. Và sau khi mà Hảo bị đổ nước vào người đó cô, thì Hảo đã vào lớp trước và có những hành động rất là mờ ám đó cô. Và theo như sự điều tra của em thì nhà bạn Hảo bán đồ chơi cho em đó cô. Mà con dán này chỉ là con dán đồ chơi thôi, chắc chắn là nhà bạn Hảo cũng sẽ có. Cô cô em nghĩ á, là cô nên kiểm tra cặp của bạn Hảo đi. Chắc chắn là bạn Hảo sẽ có những con dán khác ở trong cặp, không thể nào mà cãi được đâu cô. Có thật như vậy không Hảo? Em đưa cặp cho cô kiểm tra ngay. Dạ, không cần kiểm tra đâu cô ạ. Chính là em đã bỏ những con dán lên trong bàn của cô ạ. Trời ơi. Sao em lại làm như vậy hả Hảo? Thôi được rồi, dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên vi phạm của bạn Hảo. Với lại việc này cũng một phần là do lỗi của bạn cà chớn, cho nên lần này cô sẽ bỏ qua nha. Nhưng mà nếu mà có tái phạm lần sau, cô sẽ phạt thật nặng đó nghe chưa? Dạ. Bác ạ.